Vậy là hành trình tìm kiếm ngôi vị quán quân Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên sắp về đích. Tiểu Long, Minh Nhật, Thủy Tiên, Yến Phiên là 4 tài năng xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết xếp hạng. Năng lượng, nhiệt huyết, cảm xúc và thăng hoa cùng âm nhạc. 4 thí sinh sẽ mang đến những bất ngờ gì? Và chiếc cúp quán quân danh giá sẽ thuộc về ai? Xin mời quý khán giả đến với sân khấu âm nhạc đầy màu sắc của Tỏa Sáng Ước Mơ. Kính thưa quý vị, Hoàng Rapper xin đón chào tất cả mọi người đang đến với đêm thi chung kết cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ. Quý vị thân mến, chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9 và 21 giờ 30 trên kênh YouTube BEE Entertainment. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng vali ba lô túi xách cao cấp Sakos và hệ thống hải sản Hoàng Gia dành những phần quà rất giá trị dành cho chương trình và các thí sinh. Kính thưa quý vị, đêm thi ngày hôm nay, đêm thi thứ 12 cũng là đêm thi cuối cùng, chúng ta tìm ra được những ngôi vị cao nhất đến từ những thí sinh top 4 tài năng của chúng tôi. Hy vọng rằng với mùa đầu tiên này sẽ là bước tạo đà dành cho tất cả những bạn sinh viên trên khắp các trường đại học và cao đẳng sẽ có được nhiều cơ hội may mắn để chúng ta nắm bắt được ước mơ của mình. Và chính bản thân Hoàng Rapper ngay tại giây phút này đây cũng cảm thấy rất là bồi hồi và tự hào. Bồi hồi bởi vì chúng tôi đã trải qua được một chặng đường của Tỏa Sáng Ước Mơ với rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm và niềm tự hào rất to lớn. Đó chính là những bạn sinh viên, các bạn ấy dù rất trẻ nhưng các bạn ấy đã tiến bộ, phát triển và trưởng thành qua từng ngày. Và các bạn chính là niềm hạnh phúc của nhà sản xuất, của ban biên tập, của giám khảo cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ. Và khi nhắc đến giám khảo, xin mời quý vị chào đón những thành viên đang ngồi trên ghế nóng đặc biệt trong đêm nay. Đó chính là nhạc sĩ Hamlet Trương. Tiếp theo chính là sự xuất hiện của ca sĩ xinh đẹp giám khảo Hải Yến. Và giám khảo khách mời đặc biệt ngày hôm nay trong đêm thi chung kết, ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Và trong đêm thi chung kết xếp hạng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được hân hoan chào đón rất nhiều quý đại biểu, quý lãnh đạo và quý nhà tài trợ. Về phía đại diện Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, xin hân hoan chào đón nhà báo Trần Thị Vân Anh, trưởng ban ca nhạc. Về phía nhà sản xuất Công ty Truyền thông Bi, xin hân hoan chào đón ông Trần Đình Phương, giám đốc sản xuất Công ty Truyền thông Bi. Về phía nhà tài trợ chính, xin hân hoan chào đón sự hiện diện của ông Vương Minh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sakos. Về phía nhà tài trợ quà tặng, xin hân hoan chào đón sự hiện diện của ông Kiều Tấn Vũ, Giám đốc Marketing hệ thống hải sản Hoàng Gia. Về phía chuyên môn, xin được hân hoan chào đón ca sĩ Thanh Lan, giám đốc âm nhạc của chương trình. Và chắc chắn không thể thiếu được rất nhiều quý vị khán giả đang trực tiếp có mặt tại trường quay và quý vị khán giả đang theo dõi qua màn hình. Xin hân hoan chào đón tất cả mọi người. Trước khi bước vào đêm thi rất quan trọng đêm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nhận một phần quà đầu tiên đến từ top 4 tài năng của Tỏa Sáng Ước Mơ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát được mang tên Những Ngày Xuân Rực Rỡ, sáng tác Châu Đăng Khoa với top 4 của Tỏa Sáng Ước Mơ. Xin mời. Xuân đã ghé đến từ đêm hôm qua, lòng ta hơn nào muốn về nhà. Hình như xuân cố ý nhắc người nơi phương xa, ngoài xuân ngập tràn muôn sắc hoa. Xuân 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 vừa đến qua đây thôi, đang ở trong con tim mình vây vây. Xuân 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 vừa đến qua. một thanh xuân sang trăng mây kia. Cầu hoang khuyết sắc lấp lánh cửa đôi môi xinh, làm trong tâm tư thấy yên bình. Mùa xuân đã đến, pháo té rộn vàng nơi nơi, mời em ngay đầu xuân anh trời. Xuân 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 vừa đã qua đây thôi, đã nghe trong con tim mình vân vân. Xuân 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 vừa đến bao tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, đã nghe trong con tim mình phân vân. Xuân 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 vừa đến bao tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, đã nghe trong con tim mình phân vân. Xuân 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 vừa đến bao tin vui, cùng tôi bay khắp đất trời. Đó chính là sự thanh xuân của top 4 tài năng Tỏa Sáng Ước Mơ. Xin cảm ơn phòng trợ diễn đến từ Vũ đoàn Hoa Bình. Xin chào bốn bạn. Và kính thưa quý vị, một lần nữa xin được giới thiệu với quý đại biểu, quý giám khảo và quý vị khán giả top 4 tài năng của chúng tôi. Đầu tiên chính là thí sinh Minh Nhật. Tiếp theo đó chính là Thủy Tiên. Kế bên chính là thí sinh tài năng Yến Phiên. Và cuối cùng chính là chàng trai Tiểu Long. Và đến với đêm thi chung kết xếp hạng này, chắc chắn các bạn cũng đang rất là hồi hộp đúng không nào? Tự tin bản lĩnh lên, chúng ta sẽ bứt phá mọi giới hạn để có thể gặt hái được thành công trong đêm nay. Và được bước vào trong top 4 rồi đã là một thành công đối với Tỏa Sáng Ước Mơ nói riêng và tất cả những sân chơi âm nhạc khác nói chung. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những phần dự thi. Trong đêm nay chúng ta sẽ trải qua hai phần thi. Phần thi đầu tiên, từng thí sinh sẽ thi song ca cùng với một ca sĩ khách mời. Và bên cạnh đó, phần thi thứ hai sẽ là phần thi đơn ca của từng thí sinh. Tổng điểm trung bình của cả hai phần thi này sẽ được quyết định bởi ban giám khảo. Và hy vọng với tiêu chí chấm điểm là 60% dành cho giọng hát, 30% dành cho phong cách biểu diễn và 10% còn lại dành cho trang phục trình diễn của các bạn trong đêm nay sẽ chinh phục được tình cảm của ban giám khảo và đặc biệt là quý vị khán giả. Chúc cho các bạn thật là may mắn. Và bây giờ, tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Đêm thi chung kết xếp hạng Tỏa Sáng Ước Mơ xin được phép bắt đầu. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón thí sinh Thủy Tiên cùng với ca sĩ khách mời Khắc Minh. Xin chào tất cả mọi người. Và đêm nay cũng là đêm chung kết xếp hạng của chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ rồi. Thì trước khi lên sân khấu, bản thân em rất là hồi hộp và cũng có một xíu lo lắng. Đồng thời cũng rất tự hào về bản thân vì đã làm rất tốt để đi được đến ngày hôm nay. Đến với phần hát song ca này thì em và anh Khắc Minh đã cùng chọn một ca khúc được mang tên Người Tình Ơi Mơ Gì. Thì trong lúc tập luyện cũng có một xíu khó khăn bởi vì đây là lần đầu em và anh Khắc Minh có cơ hội được hát chung với nhau. Tuy nhiên là anh Khắc Minh cũng đã giúp em xử lý bài hát nó tươi hơn, nó nảy hơn. Bởi vì trước giờ em thường hát ballad, vậy nên là khi mà mình đụng một ca khúc mới mình sẽ có những trục trặc, những khó khăn. Và em mong là mọi người hãy đón chờ phần trình diễn của em trong tối ngày hôm nay nhé. Bé ơi mơ gì thế em, Mà sao đôi mắt em trông vào xa xanh, cớ sao không nhìn thấy anh? Từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét 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 ghê ai cần biết anh. Người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân, với bao nhiêu là ý thơ, bóng anh làm tan ước mơ. Người yêu tôi hỡi xin đừng nói câu hờn dỗi, trong ánh xuân sang em là gió anh là nắng. Bay khắp dương xa trong mùa đông kia đừng ta. Trong ngày mới cho lứa đôi ta một nghìn năm không rời xa, và tình càng thêm thiết tha. Ngất ngây trong tiếng đồng say, người yêu tôi hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối nhau. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối. Và ngay sau đây sẽ là phần song ca tiếp theo đến từ tài năng của thí sinh Yến Phiên. Hôm nay cô ấy sẽ cùng song ca với ca sĩ khách mời Triệu Lộc trong ca khúc mà rất nhiều quý vị khán giả yêu mến, Khác biệt to lớn. Xin mời quý vị chào đón Triệu Lộc và Yến Phiên. Xin chào tất cả mọi người, em là Yến Phiên. Hôm nay là đêm chung kết xếp hạng của chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ. Em cảm thấy rất là hồi hộp và lo lắng, nhưng mà bên cạnh đó em cũng cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình đã cố gắng để có thể đi đến chặng cuối cùng của chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ. Đến với phần thi song ca lần này thì em được song ca với thầy Triệu Lộc với bài hát Khác biệt to lớn. Trong quá trình luyện tập thì thầy cũng đã chỉ dẫn cho em rất là nhiều về cách xử lý bài hát, cách phát âm, cách hai thầy trò phối hợp với nhau một cách tốt nhất có thể. Em hy vọng là mọi người hãy cùng đón chờ và ủng hộ cho em nhé. Từ tiếc chẳng thể bỏ đi một mối tình. Ngày em nói ở bên cạnh nhau quá nhiều mệt mỏi, em đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Ngày em nói giờ chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Đoạn đường với người bước bên anh không là em nữa, anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa, giờ đây niềm đau đã quá thừa. Bỏ thêm môi nước sẽ thêm mặn, thêm niềm tin thì tình sẽ thêm sâu nặng. Nhưng người không say nốt đâu, nếu thiếu cá tiên vẫn sẽ mặn, chưa sâu lắm cho tình tôi lên ngôi, kết thúc khác nhau vì câu nói. Ngày em nói ở bên cạnh nhau quá nhiều mệt mỏi, em đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Ngày em nói giờ chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó. Không cần thiết nữa, giờ đây niềm đau đã quá thừa. Đoạn đường mãi người bước bên anh không là em nữa, anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa. Sao hết đi chuyện tình chúng mình, nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình. Và với hai ca khúc song ca đầu tiên, bà giám khảo đang cảm nhận điều gì? Xin mời giám khảo Hamlet Trương. Cả hai đều mở màn quá tuyệt vời. Ban giám khảo ở đây rất là tận hưởng những cái bài hát mà các bạn mang đến, và ước mong sao có một cái đêm gala để tất cả có thể cùng quay trở lại biểu diễn. Về Thủy Tiên, em không hề lép vế với Minh, em hát hay là em diễn và tương tác đều rất tốt, và phải cảm ơn Khắc Minh rất là nhiều. Chính cái sự thoải mái của anh ấy đã giúp cho Tiên cũng thoải mái theo trong cái bài hát này. Và với Yến Phiên, thường cái bài hát này á, cái dạng ca khúc này á, ca sĩ họ sẽ thường chọn cách hát là mờ mờ chữ đi, nhưng mà hôm nay chúng ta có hai nhân tố đến từ nhạc viện hát rõ chữ rõ lời, nghe vẫn rất đẳng cấp, tuyệt vời. Xin cảm ơn giám khảo Hải Yến Trương. Xin mời giám khảo Hải Yến. Khi mà Hải Yến nghe cái bài hát Người Tình Ơi Mơ Gì á, thấy một cái sự tươi vui và một cái sự kết hợp rất là ăn ý với nhau. Ăn ý ở đây là gì? Ăn ý luôn cả từ về mặt hình ảnh, ánh mắt mọi người trao cho nhau, động tác vũ đạo cùng với vũ đoàn, rồi sau đó là kể cả những cái giọng hát của các bạn đều rất là mix match với nhau. Và Yến Phiên thì Hải Yến vẫn đánh giá Phiên là một người sở hữu một cái giọng hát rất là hay. Chị vừa mới viết nốt vào đây là gì? Em là nữ hoàng cover những bài hit tại Tỏa Sáng Ước Mơ. Em lựa chọn vừa là thử thách nhưng vừa là cái thế mạnh, đó chính là gì? Mình biết cách gọi là chiều lòng khán giả của mình. Đấy cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng để thu hút mọi người tập trung vào bài hát của mình. Và ngày hôm nay cũng vậy, chị cảm thấy hoàn toàn rất là hài lòng. Xin cảm ơn những lời khen đến từ giám khảo Hải Yến rất nhiều. Còn với ca sĩ Hồ Quang Hiếu thì sao ạ? Coi rất là hay, dễ thương. Hiếu thấy cặp đầu tiên của bạn Thủy Tiên thì hát cái bài này nó cũng mang một cái tinh thần trong sáng, yêu đời, rồi nó cũng năng động. Về bạn Yến Phiên thì nãy Hiếu nghe giọng Yến Phiên thấy rất là có nội lực. Lộc thì là thầy của Yến Phiên, nhưng mà ngày hôm nay hát hai người thấy nói chung là nó cũng rất hòa quyện với nhau. Cảm giác giống như là cuộc tình của thầy giáo mưa. Trời đất ơi. Dễ thương quá. Xin cảm ơn như là nhận xét của giám khảo Hồ Quang Hiếu. Và chúc mừng Thủy Tiên và Yến Phiên đã có được những nhận xét rất là khả quan đến từ bà giám khảo. Một lần nữa, hãy vỗ tay cho Khắc Minh và Triệu Lộc. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với những tiết mục dự thi tiếp theo. sau đây xin mời quý vị cùng chào đón sự xuất hiện của thí sinh Tiểu Long và ca sĩ khách mời Thái Học. Xin chào tất cả mọi người, em là Tiểu Long. Vậy là đêm hôm nay là đêm chung kết xếp hạng của chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ. Và bản thân em thì em đang cảm thấy rất là hồi hộp và lo lắng. Không biết là mình có thể thể hiện được bài hát tốt hay là không. Và cũng rất là vui khi mình là một trong những thí sinh có thể đi tới chặng đường cuối cùng của chương trình. Và với phần thi song ca thì em có chọn cho mình một ca khúc, đó là ca khúc Miền Trung Yêu Ơi. Và em sẽ được song ca cùng với ca sĩ Thái Học. Với ca khúc này thì em gặp một số khó khăn trong quá trình luyện tập, đó là cái việc truyền tải cảm xúc và cái sự ăn ý giữa em và anh Thái Học. Nhưng em tin rằng hai anh em sẽ thể hiện tốt bài hát này. Mọi người hãy cùng đón xem nhé. Thương quê nhà phải lặn nổi treo leo, thương người miền Trung khi con nước theo về. Ôi đau xót giữa biển trời hoang tàn, đi lại tháng ngày đau thương cạnh lòng than. Ôi khung ruột người miền Trung yêu thương, chỉ vì thiên tai thao thức suốt đêm dài. Bao của cái vì lũ vỡ vẽ sạch, biết bao gia đình xa cách cả người thân. Những tiếng khóc giữa dòng nước mênh mông, vỡ mắt trông mẹ già phải neo đơn. Con thương anh hỏi cha mô rồi mẹ, nghe đến sẽ lòng giữa tuyệt vọng đau thương. Trời cao hỡi xin đừng làm mưa rơi, mẹ thiên nhiên ơi miền Trung khổ muôn đời. Miền Trung yêu ơi, thương sao chẳng nên lời, đau thương này biết phải làm sao đây. Ôi khung ruột người miền Trung yêu thương, chỉ vì thiên tai thao thức suốt đêm dài. Bao của cái vì lũ vỡ vẽ sạch, biết bao gia đình xa cách cả người thân. Nhưng tiếng khóc giữa dòng nước mênh mông, vỡ mắt trong mẹ già phải neo đơn. Con thương anh hỏi cha mô rồi mẹ, nghe đến sẽ lòng giữa tuyệt vọng đau thương. Trời cao hỡi xin đừng làm mưa rơi, mẹ thiên nhiên ơi miền Trung khổ muôn đời. Miền Trung yêu ơi thương sao chẳng nên lời, đau thương này biết phải làm sao vơi. Trời cao hãy xin đừng làm mưa rơi, mẹ thiên nhiên ơi miền Trung khổ muôn đời. miền Trung yêu ơi, thương sao chẳng nên lời, đau thương này biết phải làm sao vơi. Đau thương này biết phải làm sao vơi. Tràn đầy những tình cảm và cảm xúc, và chắc chắn trong lúc này đây thì ngoài giọng ca vừa rồi mà chúng ta đã tặng cho quý vị khán giả, bạn muốn gửi gắm lời nói nào, lời nhắn nhủ nào đến với những người dân miền Trung không nào? Dạ, em là một người con miền Trung đi tha hương để vì cái mưu sinh của mình, nhưng mà lòng em khi chứng kiến những cảnh lũ lụt ở miền Trung thì em không cầm được nước mắt. Và đặc biệt là cha mẹ em cũng ở miền Trung ạ. Và cảm ơn Thái Học cũng đã đồng hành cùng với Tiểu Long trong ca khúc vừa rồi. Và chúng tôi cũng đang rất là mong muốn được nghe những lời nhận xét của ban giám khảo ngay giây phút này đây. Không biết là giám khảo Hải Yến cảm nhận như thế nào ạ? Chị rất là chia sẻ với cái cảm xúc của Tiểu Long. Bởi vì là cứ mỗi lần mà đến những cái mùa tháng mưa bão ấy, mặc dù chị không phải sinh ra và lớn lên tại miền Trung, nhưng mà dù là miền Bắc hay là miền Nam hay dù bất cứ nơi đâu, cũng rất là nhiều người dân Việt Nam ở nước ngoài họ đều hướng về miền Trung. Cá nhân chị cảm thấy rất là tự hào vì chị được nghe giọng hát của Long trong chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ. Long là một trong những thí sinh mà chị nói rồi là có nhiều những cái cú lội ngược dòng và tạo ra những cái cú hích nhiều nhất trong tất cả các thí sinh. Khi mà chị ngồi ở cái vị trí giám khảo này để chấm Long, ngày hôm nay thực sự em hát cái nhạc quê hương miền Trung của em rất ngọt. Chị thực sự rất là thích cái phần mà khi mà hai bạn mix-match bè với nhau, nó rất là hòa quyện và nó rất là ăn săm với nhau. Rất là cảm ơn bạn vì đã đến để ủng hộ và hỗ trợ cho Tiểu Long ngày hôm nay. Xin cảm ơn giám khảo Hải Yến. Còn với giám khảo Hồ Quang Hiếu thì sao ạ? Long chọn một cái bài hát rất là hay và rất là cảm động. Khi hai người thể hiện thì nó cũng rất là hòa quyện. Nói chung là giọng em cũng hát được rất là đa năng, thì rất là hợp để mình làm một nghệ sĩ đường dài. Chúc hai bạn luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn giám khảo Hồ Quang Hiếu. Xin mời giám khảo Hamlet Trương. Anh Hiếu mới vừa tặng cho Long một cái danh từ rất là hay là nghệ sĩ đường dài, là để mình biết là mình có khả năng với rất nhiều những thể loại nhạc. Thật ra sau khi mà em hát Tình Em Là Đại Dương ở những vòng trước thì anh đã ngờ ngợ là em sẽ thể hiện rất là tốt dòng nhạc này. Và càng về sau thì Long lại càng chứng minh cho mọi người thấy em là một thí sinh rất là khôn ngoan trong cái việc tính toán thời điểm. Chính xác. Cái thời điểm mà em chọn bài hát này ở đây hôm nay rất là hợp lý, vì nó cho thấy được cái chiều sâu trong tiếng hát của Long. Anh cũng như chị Yến hay là những người đã theo em từ đầu cảm thấy rất là tự hào về em hôm nay. Cảm ơn Học cũng đã hỗ trợ. Xin cảm ơn những lời động viên đến từ ban giám khảo đã dành cho Tiểu Long. Và một lần nữa hãy vỗ tay cho ca sĩ khách mời ngày hôm nay, Thái Học. Ngay sau đây sẽ là phần thi cuối trong phần song ca. Xin mời quý vị chào đón Minh Nhật và ca sĩ khách mời Tuyết Nhung. Xin chào mọi người, em là Minh Nhật. Đêm nay là một đêm thi rất là quan trọng của em cũng như là các bạn thí sinh còn lại. Tại vì đêm nay là đêm chung kết xếp hạng của chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ. Và em cảm thấy rất là vui bởi vì mình là một trong những thí sinh được góp mặt vào đêm chung kết lần này. Ở vòng thi song ca thì em hát chung với chị Tuyết Nhung bài hát Gian Dở. Trong quá trình tập luyện thì em với chị Nhung cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Tại vì tụi em tập làm sao để có thể phối hợp thật là ăn ý cũng như là thể hiện được cái nội dung bài hát một cách trọn vẹn nhất. Tuy là gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng mà em tin rằng em với chị Nhung sẽ thể hiện bài hát một cách tốt nhất. Và mong mọi người sẽ ủng hộ em và chị Nhung nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi tình gian dở thương đây, nhớ anh là duyên có thân, sao đành làm tình bé dấu có đâu mộng ngỡ ban đầu. xưa lúc chưa có ai biết buồn. Thương em thương nhiều lắm, tóc xanh còn chưa ngã chiều. Cho đến một ngày nhiều giông tố qua, cánh chim đã không về nhà. Lang thang đi tìm kiếm, có chăng giọt nước băng trào. Thôi tình gian dở từ đây, nhớ anh mà chuyện khó thành. Sao đành làm tình bé dâu, có đâu mộng ước ban đầu. Chắc người có nỗi lòng riêng, bỏ em người xa chốn rơi. Thôi ta chờ kiếp sau, nhớ nhau là kỷ niệm. Thương đã lắm giờ anh ở đâu thì em cũng chờ. Thanh xuân em 18, rất đông người đang ngắm nhìn. Cho đến một ngày lại giông tố qua, là ta phải xa nhau rồi. Thêm buồn thêm sầu, lỡ có ước hẹn cho người. Đôi tình gian dở từ đây, nhớ anh mà chuyện khó thành. Sao đành làm tình bé dâu, có đâu mộng ước ban đầu. Chắc người có nỗi lòng riêng, Có em người xa chốn rơi. thôi ta chờ kiếp sau, nhớ nhau là kỷ niệm. Tình duyên dở từ đây, duyên ta khó thành. Sao là bên nhau, có đâu mong ước ban đầu. Đêm về lắng nghe, nghe giọng hát ai, tiếng sáo câu buồn. Xin chúc mừng Minh Nhật và Tuyết Nhung đã hoàn thành được phần thi của mình. Rất là tình cảm và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với phần hòa âm phối khí khá là liêu trai và ma mị nữa. Không biết là cảm xúc của Hồ Quang Hiếu như thế nào ạ? Khi mình nghe cái bài này thì mình cảm thấy nó có cái giai điệu rất là hay. Tại vì nó pha lẫn giữa dân ca trữ tình với lại những cái giai điệu hiện đại đó. Hai bạn nói chung là trình diễn cái bài này là quá là hòa hợp với nhau rồi. Nghe rất là cuốn hút. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong cái phần thi của mình. Wow, cảm ơn giám khảo Hồ Quang Hiếu. Hãy cảm nhận như thế nào ạ? Minh Nhật trong cái giọng hát của em nó đã sở hữu sẵn cái sự nhẹ nhàng, trong trẻo, cái sự trữ tình của quê hương ở đấy rồi. Qua rất là nhiều vòng đến đây thì giọng hát của Minh Nhật vẫn là một trong những giọng hát mà Hải Yến yêu mến nhất. Và cái sự xử lý của em luôn là sự xử lý tinh tế nhất trong tất cả các thí sinh mà Hải Yến đã từng nghe trong chương trình. Và chúc mừng cho Minh Nhật vì đã có một cái tiết mục rất là thành công. Xin cảm ơn giám khảo Hải Yến. Xin mời lời nhận xét đến từ giám khảo Hamlet Trương. Trở lại với thế mạnh là chất liệu dân ca trong giọng hát của mình. Ngôi sao ca nhạc Minh Nhật và ngôi sao ca nhạc Tuyết Nhung đã mang đến một tiết mục bán vé rất hòa hợp. Xin cảm ơn giám khảo rất là nhiều. Chúc mừng cho hai bạn cũng đã hoàn thành được phần thử mình. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Tuyết Nhung đã hỗ trợ cho Minh Nhật được tỏa sáng tại phần thi này. Một tràng pháo tay dành cho Tuyết Nhung nào. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã khép lại với phần 1 đêm thi chung kết xếp hạng ngày hôm nay với phần thi song ca. Và trước khi đến với phần thi đơn ca, xin mời quý vị giải lao trong ít phút. Và đây, xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với đêm thi chung kết xếp hạng cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ. Ngay sau đây sẽ là phần thi thứ hai, đó chính là đơn ca dành cho top 4 thí sinh tài năng của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với thí sinh Thủy Tiên. Và đó chính là phong cách của Thủy Tiên. Xin cảm ơn Vũ đoàn Hòa Bình rất nhiều. Rất tự do và đầy nhiệt huyết. Và chúc mừng Thủy Tiên đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Không biết giám khảo nhận xét như thế nào ạ? Anh thấy đây đúng là một bài hát phù hợp cho màn trình diễn cuối cùng của em ở Tỏa Sáng Ước Mơ. Diễn xuất tốt, những cái đoạn giọng chuyện rất là hay, cao, sáng. Mọi thứ hội tụ trong tiết mục cuối cùng này và tuyệt vời. Xin cảm ơn giám khảo Hamlet Trương. Xin mời giám khảo Hồ Quang Hiếu. Cái bài vừa rồi em hát rất là hay, rất là lôi cuốn và có một chút gì đó mạnh mẽ, cá tính á. Xin chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Hồ Quang Hiếu. Xin mời giám khảo Hải Yến. Ca khúc Đừng Yêu này là một cái ca khúc không hề dễ và nó phải có một cái sự đòi hỏi và yêu cầu về một cái giọng hát. Đầu tiên là cái quãng giọng nó phải rất là xa, cái âm vực giọng hát phải rất là rộng, những nốt cao rất sáng, những đoạn chuyển giọng khi mà em chuyển những cái nốt để phiêu và để luyến ý thì đều rất là mượt. Em là một trong những thí sinh mà chị nghĩ rằng những cái nốt phiêu, những cái nốt luyến của em đẹp, gần như đẹp nhất ở trong chương trình. Rất là chúc mừng Thủy Tiên. Xin cảm ơn giám khảo Hải Yến rất nhiều và chúc mừng Thủy Tiên. Và bây giờ sẽ là phần thi đơn ca dành cho thí sinh Minh Nhật. Giờ đây là lúc con tim này đưa hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình. Yeah. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước. Sau lưng những nghi ngờ khiến tôi chùn bước, để cho con tim dần lối tôi đi tìm. Một ngày tôi sẽ vượt qua đoạn đường kia và đến chân trời đó tôi đang mơ. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó trong gai ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước. Now is the time for me to raise my voice. Now is the time to show you who I am. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước. trên con đường tôi. Và đó chính là Con Đường Tôi của Minh Nhật. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Hòa Bình rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Một tiết mục rất đẹp qua giọng ca của Minh Nhật. Và chúng tôi tin vào con đường của bạn chắc chắn sẽ thành công. Hãy cố gắng lên. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ giám khảo Hải Yến. Bài hát này là một trong những bài hát mà chị cảm giác rằng như là Minh Nhật rất là thoải mái khi thể hiện. Và đây là một cái thông điệp mà chị nghĩ rằng là nó rất là đẹp. Đẹp không chỉ ở cái suy nghĩ của em mang đến cho mọi người, mà nó còn đẹp từ giọng hát đến cách biểu diễn. Những cái hình ảnh tạo hình trên sân khấu, những cái động tác vũ đạo của em ngày hôm nay nó đều rất là hoàn hảo. Chị chúc cho Minh Nhật sẽ có một con đường âm nhạc thực sự tỏa sáng. Chúc mừng em. Em cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn giám khảo Hải Yến. Còn với giám khảo Hamlet Trương thì sao ạ? Anh thấy Nhật rất là hay nha. Thường một cái người mà hát trữ tình á, mà khi họ hát nhạc trẻ, người ta sẽ nghe trong đó có một chút trữ tình, hoặc là ngược lại. Còn khi mà Nhật hát trữ tình nó ra trữ tình, hát dân ca nó ra dân ca, hát nhạc trẻ nó vẫn đúng là nhạc trẻ, mà không có lại chút nào hết. Hát R&B là cực kỳ Tây luôn nha. Thật sự rất là hay luôn. Là hay. Và anh thấy là anh nhìn ra được dáng dấp của một ngôi sao tương lai, mà là ngôi sao đường dài nữa cơ. Chúc mừng em có một cái tiết mục trong Tỏa Sáng Ước Mơ của mình rất là tuyệt vời. Em cảm ơn anh ạ. Còn với giám khảo Hồ Quang Hiếu thì sao ạ? Hiếu thấy thì Minh Nhật chọn cái bài hát này rất là hợp với chất giọng của bạn. Nó vừa phải. Và cái bài hát này thì thấy Minh Nhật thể hiện hết cái sự tuổi trẻ và cái nhiệt huyết trong cái bài hát này. Chúc mừng Minh Nhật. Dạ, em cảm ơn anh. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và bây giờ sẽ là tiết mục nối tiếp đêm thi chung kết xếp hạng ngày hôm nay, đến với phần đơn ca của Tiểu Long. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Việt Nam ơi, sống hùng thiên, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, rừng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoạn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gắm hoa. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Sương máu sông tiếng ơi, còn đây kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Trời Nam ta Việt ơi muốn thua bên người đẹp biết bao quê hương Việt Nam, đẹp biết bao tiếng ru giữa trưa hè, còn một hồi ngàn lần lên đơn đất mẹ Việt Nam. Hoành tráng và đầy hào hùng, đó chính là Tiểu Long và Vũ đoàn Hòa Bình. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Chúc mừng Tiểu Long đã hoàn thành được phần thi của mình. Và không biết là ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Xin mời Hồ Quang Hiếu. Giọng Long thì rất là tốt, thần thái nó chưa được mạnh mẽ lắm, chưa được oai phong lắm. Anh Hiếu biết không, Tiểu Long là một cái cậu mà ngay từ lúc mà Long xuất hiện trong chương trình ấy, Yến luôn có cảm giác là bạn này hiền. Nhưng mà đúng là Long luôn luôn là cái người mà tạo ra cái sự bất ngờ, rất là vỗ tay và hoan nghênh cho những cái điểm rơi và những cái sự cú lộn ngoạn mục dành cho em. Cột hơi của em rất là chắc, giọng em rất là khỏe. Nhưng đúng như anh Hiếu nói, tức là bởi vì em đang hát về một cái bài gọi là Hùng Trắng Ca, một cái bài về đất nước. Một cái gương mặt đầy sự hào hùng, sự tự tin, nó cũng là một cái biểu hiện mang lại được cái sự trọn vẹn cho cái tiết mục hào hùng này. Nên là chị rất là mong nếu gọi là có thể có cái dịp để em biểu diễn lại cái ca khúc này một lần nữa thì cái gương mặt của mình nó phải thể hiện được cái điều đó để khán giả xem họ thu hút. Có đâu về giọng hát, về bản phối, đặc biệt là em phải gửi lời cảm ơn Vũ đoàn, bởi vì là Vũ đoàn cũng đã mang đến một cái tiết mục rất là đẹp mắt trên sân khấu. Xin cảm ơn giám khảo Hải Yến, xin mời giám khảo Hamlet Trương. Nếu mà xét cả một hành trình á, cái thí sinh mà nhận được sự thay đổi cũng như là tiếp thu nhiều nhất từ Tỏa Sáng Ước Mơ chính là Tiểu Long. Chính xác. Tại vì trước hết là Long phải quên đi những cái bài hit triệu view của mình, cái phong cách thường ngày của mình, để em trở nên vừa vặn với Tỏa Sáng Ước Mơ. Và em làm cái điều đó từng vòng một. Thật ra bài hát này nó quá phù hợp cho phần trình diễn cuối cùng. Tại vì còn gì hợp lý hơn khi mình hát về một cái niềm tự hào chung cho một cái phần trình diễn mà mình dành trọn tất cả cho đêm cuối cùng. Tỏa Sáng Ước Mơ cho Long rất nhiều kinh nghiệm, anh nghĩ là em sẽ xài được trong cả cuộc đời nghệ sĩ của mình sau này luôn. Và anh chúc mừng phần trình diễn vừa rồi, không chỉ cho phần trình diễn này mà cho cả hành trình của em ở đây. Xin cảm ơn giám khảo Hamlet Trương và chúc cho Tiểu Long sẽ có được nhiều số điểm cao đến từ ban giám khảo trong đêm thi cuối cùng này. Cảm ơn Tiểu Long. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là tiết mục dự thi cuối cùng. Hãy chào đón thí sinh Yến Phiên. Bây giờ đây là em. dù ngày mình xa nhau em không theo bóng anh đi. Thật sự tan chảy với giọng hát của Yến Phiên. Và một lần nữa xin cảm ơn sự xuất sắc của Vũ đoàn Hòa Bình rất nhiều. Cảm ơn các vũ công. Hamlet Trương cảm nhận như thế nào về giọng hát của Yến Phiên trong phần đơn ca vừa rồi ạ? Nếu như mà chương trình có thêm một cái giải là Miss Ổn Định, xin trao nó cho em. Dạ. Khắc khoải nội lực ma mị và đặc biệt là chọn một cái bài hát phù hợp để thể hiện được hết cái nội lực của mình. Chúc mừng em đã có một cái tiết mục cuối cùng ở Tỏa Sáng Ước Mơ. Yeah. Em cảm ơn anh. Cảm ơn lời khen đến từ Hamlet Trương. Xin mời giám khảo Hải Yến. Bình thường thì Yến luôn đợi chờ một cái giọng nữ cho bài hát này, bởi vì là trước đây khi mà Yến nghe bài này từ anh Tuấn Hưng ý thì Yến đã cảm thấy cái sự mãnh liệt, sự khao khát. Ngày hôm nay khi em chọn các khúc tan, ngay từ đầu khi mà chị nhìn thấy cái tên đó ở trong giọng hát của em thì chị nghĩ đây là một lựa chọn rất là sáng suốt. Trong giọng hát của em có một cái độ xước, thì cái độ xước đó nó sẽ làm cho cái người nghe khi mà người ta nghe nhạc nhẹ, nhạc trẻ, người ta sẽ cảm nhận được cái chữ tình ở trong đấy. Nhưng mà có một cái điều theo chị nha, là em đặt để cái cảm xúc của em vào bài hát hơi sớm, nhưng mà cái phần sau của em chị phải thực sự là rất là bị cuốn hút bởi vì những cái nốt cao của em. Chị Vân Anh đặt câu hỏi rất là lớn cho Yến Phiên là không biết cô gái này có yêu nhiều không mà cảm xúc mãnh liệt như thế. Yeah, xin cảm ơn Hải Yến rất nhiều đã chia sẻ. Cảm ơn chị. Xin mời lời nhận xét đến từ giám khảo Hồ Quang Hiếu. Chọn cái bài hát này cũng rất là hợp giọng với em. Một cái giọng nó dày, rồi nó cũng rất là khỏe, và trong đó nó có rất là có cảm xúc. Tiếc một chút là cái khúc cuối em nốt xử lý cùng thôi, xử lý nó lúc mà đoạn coda sau cùng gần cuối ấy, thì nó hơi bị thiếu với cái độ ray rất một chút. Còn tổng thể bài thì anh thấy là vậy là tốt rồi, rất là hợp với em. Cảm ơn. Xin mời những lời khen và những lời nhận xét đánh giá đến từ ban giám khảo dành cho Yến Phiên. Và kính thưa quý vị, như vậy là tất cả các tiết mục dự thi ở phần song ca và đơn ca cũng đã hoàn thành bởi top 4 tài năng Tỏa Sáng Ước Mơ. Và chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ công bố kết quả cuối cùng. Ai sẽ là quán quân mùa đầu tiên của Tỏa Sáng Ước Mơ đây? Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Hoàng Rapper xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ. Kính thưa quý vị, trên tay Hoàng Rapper chính là số điểm cuối cùng dành cho top 4 tài năng của chúng tôi trong đêm thi ngày hôm nay với hai phần song ca và đơn ca. Nhưng trước khi tiết lộ kết quả cuối cùng, xin mời quý vị chúng ta đến với một nghi thức rất là trang trọng để thay cho lời cảm ơn gửi gắm đến Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những đơn vị đã đồng hành cùng với cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ. Ngay sau đây, chúng tôi xin phép trân trọng kính mời về phía nhà sản xuất Công ty Truyền thông Bi, trân trọng kính mời ông Trần Đình Phương, giám đốc sản xuất sẽ tiến lên sân khấu. Trân trọng kính mời đại diện của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Trần Thị Vân Anh, trưởng ban ca nhạc. Về phía nhà tài trợ chính, kính mời ông Vương Minh Hoàng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Sakos. Trân trọng kính mời nhà tài trợ quà tặng đại diện cho hệ thống hải sản Hoàng Gia, giám đốc marketing ông Kiều Tấn Vũ. Và ông Trần Đình Phương sẽ trao hoa để thay cho lời cảm ơn đến cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị đã đồng hành. Xin cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những đơn vị đồng hành đã tạo nên một mùa đầu tiên rất thành công của Tỏa Sáng Ước Mơ. Xin mời quý đại biểu chúng ta quay trở về với vị trí danh dự của mình. Hải sản Hoàng Gia hân hạnh đồng hành quà tặng cùng chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những lời cảm ơn sâu sắc dành cho những thành viên rất quan trọng, đó chính là ban giám khảo và giám đốc âm nhạc. Chúng tôi xin được phép kính mời ca sĩ Thanh Lan cùng với các giám khảo Hamlet Trương, Hải Yến và Hồ Quang Hiếu tiến lên sân khấu. Và ngay lúc này đây, người trao hoa để nói lời tri ân sâu sắc đó chính là top 4 thí sinh của chúng tôi. Xin mời. Xin cảm ơn những bài học, những lời góp ý, nhận xét, đánh giá rất thẳng thắn đến từ ban giám khảo và giám đốc âm nhạc đã khiến cho tất cả các thí sinh càng ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn. Và đặc biệt, thành quả chúng ta chính là top 4 ngày hôm nay. Một lần nữa vỗ tay cho ban giám khảo và giám đốc âm nhạc của chúng ta. Xin mời ban giám khảo và giám đốc âm nhạc quay trở về với vị trí danh dự của mình. Và bây giờ, 4 thí sinh tài năng nhất của Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên đã sẵn sàng tại vị trí của mình để lắng nghe kết quả cuối cùng đến từ số điểm của 3 vị giám khảo trong đêm cuối ngày hôm nay. Với cả hai phần thi song ca và đơn ca, tổng điểm sẽ giúp cho các bạn có được kết quả cuối cùng này. Nhưng đầu tiên, chúng ta hãy đến với giải thưởng phụ. Đây chính là tình cảm, sự quan tâm, yêu thương và bình chọn của quý vị khán giả trên fanpage của chúng tôi. Với số điểm được tính từ những lượt yêu thích và những lượt chia sẻ của quý vị khán giả, quy ra số điểm cao nhất là 4.973 điểm. Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất của Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên sẽ nhận được rất nhiều giải thưởng, voucher và thẻ VIP, có thể sử dụng những sản phẩm tại hệ thống hải sản Hoàng Gia đến trọn đời. Đó chính là thí sinh Minh Nhật, xin chúc mừng. Và ngay sau đây chúng tôi xin phép trân trọng kính mời Giám đốc Marketing của hệ thống hải sản Hoàng Gia, ông Kiều Tấn Vũ, cùng với ca sĩ Hải Yến cũng sẽ tiến lên sân khấu để trao hoa và quà để dành tặng cho thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ qua sự bình chọn của quý vị khán giả trên fanpage. Đó chính là thí sinh Minh Nhật. Xin cảm ơn phần trao thưởng đến từ giám khảo Hải Yến và ông Kiều Tấn Vũ. Và bây giờ sẽ là những hạng mục giải thưởng tiếp theo. Đêm nay, top 4 tài năng của chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một giải khuyến khích, một giải ba, một giải Á quân và một giải quán quân. Giải khuyến khích là thí sinh đã có tổng điểm qua hai phần thi đấu song ca và đơn ca là 190 điểm. Xin được chúc mừng cho thí sinh đạt được giải khuyến khích Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên. Đó chính là bạn Yến Phiên. Xin chúc mừng Yến Phiên. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời giám khảo Hamlet Trương cùng với giám đốc âm nhạc ca sĩ Thanh Lan sẽ tiến lên sân khấu để trao giải cho Yến Phiên. Thí sinh Yến Phiên với giải khuyến khích sẽ nhận được bản thưởng trị giá 10 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và voucher trị giá 10 triệu đồng đến từ hệ thống thẩm mỹ Julia International và bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Duy Anh tài trợ. Xin được chúc mừng cho Yến Phiên. Và ngay sau đây sẽ là kết quả thí sinh đạt được giải ba cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên. Với tổng điểm cả hai phần thi song ca và đơn ca chỉ hơn Yến Phiên 1 điểm mà thôi, là 191 điểm. Xin được chúc mừng cho thí sinh đạt được giải ba Tỏa Sáng Ước Mơ, đó chính là Thủy Tiên. Xin chúc mừng Thủy Tiên. Xin kính mời giám khảo Hải Yến và giám khảo Hồ Quang Hiếu sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng giải ba cho thí sinh Thủy Tiên. Với giải ba, thí sinh Thủy Tiên sẽ nhận được bản giải thưởng là 20 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, voucher đến từ nhãn hàng vali ba lô túi xách cao cấp Sakos và voucher của In House Spa cùng với voucher trị giá 10 triệu đồng đến từ hệ thống thẩm mỹ Julia International. Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Duy Anh tài trợ. Xin được chúc mừng cho Thủy Tiên. Chúng ta chỉ còn hai vị trí thôi, Tiểu Long hay Minh Nhật. Mọi người bình chọn cho ai nào? Ai yêu thích Tiểu Long nào? Ai yêu thích Minh Nhật nào? Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho tất cả các thí sinh của Tỏa Sáng Ước Mơ. Chỉ còn hai thí sinh nữa mà thôi và chúng ta có những số điểm như sau. Một thí sinh có được số điểm là 191,3 điểm và thí sinh còn lại là 193,3 điểm, cao hơn 2 điểm, và chúng ta sẽ xác định đó chính là vị trí quán quân của cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên. Và thí sinh đạt được giải cao nhất cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên, đó chính là thí sinh thí sinh đạt được giải Á quân của cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên, đó chính là Minh Nhật. Ngay sau đây sẽ là phần trao thưởng dành cho ngôi vị Á quân của cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ dành cho thí sinh Minh Nhật. Xin trân trọng kính mời ông Trần Đình Phương, giám đốc sản xuất công ty truyền thông Bi, sẽ tiến lên sân khấu cùng với giám khảo Hamlet Trương. Và ngay sau đây sẽ là bảng giải thưởng trị giá 30 triệu đồng dành cho Minh Nhật, bao gồm tiền mặt, voucher mua sắm vali ba lô túi xách cao cấp Sakos, voucher sử dụng các sản phẩm tại In House Spa cùng với một MV được tài trợ bởi ban tổ chức. Bên cạnh đó sẽ là một voucher 10 triệu đồng đến từ hệ thống thẩm mỹ Julia International và bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Duy Anh tài trợ. Xin được chúc mừng cho Minh Nhật. Và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho người đạt được giải cao nhất cùng với Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên, đó chính là Tiểu Long. Chúng tôi xin trọng kính mời đại diện Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Trần Thị Vân Anh, cùng với đại diện nhà tài trợ chính ông Vương Minh Hoàng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Sakos, sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng giải quán quân cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ dành cho Tiểu Long. Thí sinh Tiểu Long sẽ nhận được bản giải thưởng là 50 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, voucher mua sắm vali ba lô túi xách cao cấp Sakos, voucher sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tại In House Spa, cùng với gói bảo trợ truyền thông đến từ công ty truyền thông BEE Entertainment và một MV được tài trợ bởi ban tổ chức. Ngoài ra, Tiểu Long còn nhận được một voucher trị giá 30 triệu đồng do hệ thống thẩm mỹ Julia International và bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Duy Anh tài trợ. Hãy đón chào giây phút đăng quang của thí sinh Tiểu Long. Xin được chúc mừng cho Tiểu Long đạt được giải cao nhất cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa đầu tiên. Xin mời ban giám khảo cùng với tất cả quý đại biểu, chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để chung vui cùng với tất cả các thí sinh. Và đêm thi ngày hôm nay cũng đã khép lại và chúng ta đã xác định được top 4 tài năng cũng như là vị trí xếp hạng của từng thí sinh chúng tôi. Và hy vọng vào mùa sau chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với những thí sinh tài năng hơn nữa. Và chắc chắn đây sẽ là một sân chơi dành riêng cho những bạn sinh viên đến từ các trường cao đẳng và đại học có thể tỏa sáng được ước mơ của chính mình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi với chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và xin mời quý vị hãy liên tục đồng hành với chúng tôi vào mùa sau quý vị nhé. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của các nhãn hàng vali ba lô túi xách cao cấp Sakos và hệ thống hải sản Hoàng Gia. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào mùa sau.